chào, bạn như thế nào rồi? Xin chào, mọi thứ thật tuyệt vời, cảm ơn bạn. Xin chào, tôi là CEO của doanh nghiệp này. Tôi muốn can thiệp vào đây để xây dựng ngành công nghiệp này. Chúng tôi muốn cung cấp một cơ hội lớn cho láng giềng của tôi trở thành các doanh nghiệp, hoặc cung cấp cho các bạn phương tiện để bạn thực hiện theo cách của bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Không gì là không thể. Cắt. Được rồi, cảm ơn anh. Giữ gìn sức khỏe. RoundOne là thế hệ tiếp theo của mạng lưới kinh doanh trực tuyến. Trong lần đầu tiên, chúng tôi cung cấp cho mọi người cách tiếp cận với công nghệ mới để xây dựng doanh nghiệp của chính họ và kiếm tiền lâu dài. Chúng tôi làm việc với ngành công nghệ trực tuyến lớn nhất và các công ty tốt nhất trong thương mại điện tử, du lịch, trò chơi, phong cách sống. Chúng tôi là doanh nghiệp 5 phút, không quan trọng kiến thức trước đây. Mọi người có thể bắt đầu trong một vài phút. Chúng tôi là 100% di động và mô hình cách mạng RoundOne. Chúng tôi mang đến cho mọi người khả năng tiếp cận ở mọi nơi. Bất kỳ ai cũng có thể gia nhập vào vòng tròn RoundOne, vào một kế hoạch giải thưởng lớn hơn chưa từng thấy. Có bao giờ bạn từng mơ ước sẽ trở thành người đầu tiên của cái gì đó chưa? Và đây là cơ hội của bạn. Trở thành người tiên phong, thay đổi tương lai của bạn mãi mãi. Chọn sản phẩm yêu thích của bạn, giới thiệu và nhận thanh toán chưa từng có trước đây. Hãy bắt đầu. Đăng ký. Bạn đăng ký với một đường link hoặc mã QR được gửi bởi nhà tài trợ của bạn. Mời. Nếu bạn muốn mọi người cùng tham gia, chỉ vào các webinar và mời mọi người tham gia bằng cách gửi link cá nhân hoặc là mã QR cho họ. Chọn cái yêu thích trong kho lưu trữ Brown. Trong kho lưu trữ của Brown, chọn và bốc sản phẩm và bạn yêu thích. Lấy thông tin và tham dự một sự kiện webinar để cập nhật những tin tức mới và xem qua sản phẩm. Nào, hãy tham gia vào xu hướng này. Chào đón đến với công ty tiếp thị nhanh nhất trên thế giới.